sinh viên lần thứ 42 sẽ được diễn ra vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 2 tại EDX Air Drive Costa Mesa. Mọi chi tiết xin vào trang nhà tedfestival.org hoặc liên lạc qua số điện thoại 714 576 6411. Hội Tết sinh viên xin trân trọng kính mời. chân trọng kính chào quý vị của các truyền hình SBTN sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với lối dẫn của Mai Phi Long. Thưa quý vị SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến sáu từ tám giờ sáng chín giờ sáng giờ California hôm nay là ngày thứ sáu hôm sáu tháng giêng hai nghìn bốn quý vị thấy tôi ngồi ở giữa một mình rồi quý vị biết rồi thưa quý vị hôm nay long bị bệnh thành ra không có đi làm thứ hai tuần sau hy vọng anh trở lại mong quý vị thông cảm à, bắt đầu chương trình ngày hôm nay thưa quý vị cái chuyện mà ông Trump sau khi thắng ở tại uh, New Hampshire thì càng ngày càng có nhiều cái áp lực uh, cũng như là cái sự thừa nhận mặc nhiên là ông sẽ là ứng cử viên đại diện cho đảng cộng hòa trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới đây và ngày hôm qua thì hãng thông tấn AP họ có được cái bản uh, dự thảo của đảng cộng hòa quốc gia họ đang định đưa ra một cái quyết định thông báo ông Trump coi như là chính thức uh, về mặt gọi là chỉ, uh, không có chính thức nhưng mà coi như đương nhiên là chính thức đó, họ dùng cái chữ là presumptive có nghĩa là đương nhiên gần như chắc chắn là chính thức sẽ đại diện đảng cộng hòa đó là theo cái uh, những cái người bên trong cho biết như vậy tuy nhiên cái lá thư này cái nghị quyết này đã được rút lại họ định đưa ra nhưng mà cuối cùng họ rút lại là bởi vì ông trump viết ở trên chút sô sô là ông nói rằng là ông rất là trân trọng uh, cái ý tưởng này nhưng mà ông nói rằng không nên đưa ra vào lúc này bởi vì ông cần có cái sự gọi là đoàn kết của toàn đảng và đảng cộng hòa toàn quốc không nên đi trước như thế và ông cũng nói luôn uh, tôi muốn làm cái cách mà bình thường trước giờ chúng ta vẫn làm tức là phải đi qua đại hội và rồi cuối cùng để cho cử tri cộng hòa bầu tôi ở cái phòng đầu phiếu chứ không phải là làm như thế có nghĩa là ông muốn đi qua Từng giai đoạn sau khi ông được đề cử ở Đại hội Đảng Cộng Hòa dự trù vào tháng 8 năm nay Ở thành phố Milwaukee, Milwaukee Rồi sau đó thì vào tháng 11 là sẽ ra bầu chính đức Đó là ông nói như thế Bởi vì ông bảo rằng là bây giờ chúng ta cần cái sự mà đoàn kết Bởi vì làm như vậy sớm thì nó có thể là gây ra mất đoàn kết ở trong đảng Với có lẽ là ông cũng muốn là có cái sự là đi từ từ như vậy Thì ông có thể chuyển những thông điệp của ông À, cho những người khác, bởi vì nếu mà bây giờ mà thông báo rằng ông là chính thức hay là coi như là uh, bán chính thức chính thức mình có thể dùng cái từ là bán chính thức chính thức uh, đại diện đảng cộng hòa thì có thể là có nhiều người họ sẽ quyết định ngay từ bây giờ uh, những người quyết định bỏ phiếu cho ông thì không kể nhưng mà có thể là những người mà lưỡng lự là họ sẽ không bỏ phiếu cho ông, thành ra có thể đó là cái lý do mà ông bà thôi khoan đi quý vị, tôi tôi cảm ơn quý vị nhưng mà quý vị để cho tôi cái là từ từ đi đâu ra đó đó thì nó, nó 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 đúng hơn đó là theo cái mà ông viết ở trên trút social như thế à, trong khi đó thì bà Nikki Haley đối thủ cuối cùng của ông à, đã trở về tiểu bang nhà tiểu bang South Carolina và ngày hôm qua bà đã có một cuộc vận động đầu tiên ở tại tiểu bang nhà của bà và bà đã tuyên bố là bà không có rút lui cho tới khi nào mà bà coi như vận động hết mức và bà bắt đầu à, tiếp tục tấn công ông Donald Trump. Đó bà nói ngày hôm qua là hey bring it on hey, chơi chơi dona cho tôi thấy ông có cái gì à, show me what you got à, đó là bà nói như thế à, khi mà bà nói chuyện ngày hôm qua thì cũng các cái những người ủng hộ viên của bà à, cũng mặc những cái áo ủng hộ bà vân vân và vân vân thì khi bà nói như vậy thì họ đều đứng lên họ ủng hộ bà và trong suốt cái thời gian mà bà nói chuyện thì uh, coi như không ai ngồi cả. Đây là những cái người ủng hộ viên cuối cùng của bà. Trong khi đó thì bà Ronald Macedonian, chủ tịch Đảng Cộng hòa toàn quốc thì nói rằng là tôi không thấy về mặt toán học cũng như về cái mặt mà thực tế là bà Nikki Haley có thể nào mà thắng uh, ông Donald Trump được sau khi bà thua hai cái cuộc bầu cử uh, sơ bộ chực, uh, liên tục đó là tại Iowa cũng như tại ở uh, New Hampshire tuần vừa rồi. Ờ, đồng thời ông Trump thì bây giờ cũng đang được là nhiều người ủng hộ đứng xung quanh ông. Ờ, bên ông Trump ban vận động ngày hôm qua đã đưa ra cái danh sách là tới 158 cái gọi là người ủng hộ ông ở tại tiểu bang South Carolina. Sao Carolina không đó là 158 người ủng hộ ông ờ, Mặc dù ở đây bà Nikki Haley gọi là Đây là quê nhà ngọt ngào của tôi My sweet home uh, state. Đấy, nhưng mà các cuộc thăm dò cho thấy là bà thua ông tới là hai con số, hai con số rất là double digit number đó. Thì nhưng mà những người ủng hộ bà vẫn tiếp tục ủng hộ bà, họ cho rằng đây là cái cơ hội cuối cùng để mà có thể chặn ông Donald Trump. Còn những người khác thì họ cho rằng ô bây giờ bà chỉ có giống như là cái người cản đường ông Trump, nhưng mà cản không nổi, tức là làm cho ông Trump thay vì đi ngọt ngào thế nào đi đụng mấy cái bầm bờ quý vị, đụng với cái, cái cái cục cái, cái chướng ngại vật đó chúng ta lái xe thường thường ở Mỹ đó đi vào những cái khu mà mà, mà thương mại chúng thấy nó hay có cái bâm hoặc là những cái đường mà người ta không cho chạy tốc độ cao đó người ta sợ mà chạy tốc độ cao hoặc là những cái bâm bờ đó đó như là cái cái gồ cái, cái 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 ụ lên vậy đó mình chạy qua cái xe mà nó nhè nhè này thì họ nói là bà Nicky Haley bây giờ giống như cái bâm bờ trên cái đường mà ông Trump đi đến chiến thắng đó đại khái là như thế thì ta biết rồi ở New Hampshire bà thua ông Trump 11 điểm đó mặc dù ở đây cái tiểu bang New Hampshire là tiểu bang mà người ta hy vọng nhất, mà bà hy vọng nhất là bà sẽ thắng ông Trump trong tất cả các tiểu bang còn lại, nhưng mà bà vẫn thua ông 11 điểm. Đó. Thế bây giờ trở về tiểu bang nó South Carolina, nơi mà bà đã từng làm thống đốc hai nhiệm kỳ và trước đó là dân biểu tiểu bang một nhiệm kỳ, thì uh, bà đã tung ra hai cái quảng cáo tấn công ông Trump. Đó. Nhưng mà thật sự mà nói rất là khó để cho bà thắng ở South Carolina, bởi vì trong số những người mà ủng hộ ông Trump có cả vị thống đốc đương nhiệm rồi hai vị thượng nghị sĩ ở liên bang đó là ông Tim Scott và ông Lindsey Graham mà trong đó ông, 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 ông Tim Scott là ông mà từng được bà bổ nhiệm đó rồi một số thành viên quốc hội của tiểu bang sau Ghana tức quốc hội Mỹ đó mà trong đó có một người từng bị một gọi là fan cứng của ông Trump thách thức và chính nhờ bà bà mới giúp cho người này thắng trong cái cuộc bầu cử sơ bộ Bây giờ người này quay lưng với bà luôn đã, ủng hộ ông Trump Và ở trên trang X Mạng xã hội X ngày hôm qua Twitter trước đây đó Ông thượng sĩ Tim Scott cũng viết là Bây giờ toàn đảng cần phải Đứng sau lưng ủng hộ ông Donald Trump Chính ông Tim Scott viết ngày hôm qua Ở trên X Nhưng mà thưa quý vị Bà nhất định bà không chịu à, ước những người ủng hộ bà đã mặc cái áo có hàng chữ là SC Brown of Nikki Haley, tức là SC là South Carolina đó, tự hào. Vì Nikki Haley và họ đã ủng hộ bà tiếp tục rồi nhưng mà cũng rất là khó tuy nhiên bà vẫn tiếp tục coi như bây giờ là rút găng tay ra quánh tối đa với ông trầm luôn à, không còn nề nang gì nữa ngày hôm qua bà nói là ông này là một sự sỉ nhục nhất là những gì ông đang làm nhưng mà tôi biết nghe không ông sẽ làm cái gì khi ông cảm thấy không an toàn và tôi biết khi mà ông bị đe dọa là ông sẽ là bậy Đó và ông đe dọa Ông biết được cái sự đe dọa đó Ông cảm thấy cái sự sợ hãi đó Một cách không nghi ngờ gì hết Đó là điều bà nói ngày hôm qua Ở tại cuộc vận động Và bà cũng nói tiếp Quý vị nên nhớ Để mà thắng được cái sự đề cử của Đảng Cộng Hòa Thì một ứng cử viên Phải có đủ 1.215 Cái phiếu đại biểu Bây giờ ông Trump mới có 32 mà tôi có 17 <laughs> Đường còn dài lắm anh ơi Đường còn dài lắm đó Bà nói như thế 32 là ông Trump thắng ở tại uh, Iowa 20 cái và thắng ở tại New Hampshire 12 cái tức là tổng cộng Trump bây giờ có 32 phiếu đại biểu rồi bà được có mới, có 17 thôi coi như nó khoảng là sắp xỉ khoảng một nửa của ông hơn một nửa của ông chút xíu bao bảo đó còn dài lắm anh cần phải có tới 1 215 cái cái phiếu đại biểu thì mới mới được rồi bà cũng bắt đầu uh, nhắc đến cái chuyện là ông này bắt đầu ông lẫn, à, nhất là bà nhắc lại cái chuyện là ông này lẫn bà với lại bà Nick, bà bà Nancy Pelosi cựu chủ tịch hạ viện của đảng dân chủ. Thì hôm qua thì bà Nick kia bảo là tôi nghĩ là ông bắt đầu lẫn lộn một chút rồi đó, ông bắt đầu là ông vừa quạng rồi đó, ông quờ rồi đó, chứ không phải không đâu? thì đó là cái chuyện mà bây giờ bà Nick kia đang gọi là đánh cú chót, nhưng mà người ta nói là bà đánh một cách cô đơn, rất là cô đơn, gần như không có ai. Ờ, trong chính đảng của Đảng Cộng hòa những người mà mà chủ chốt đó, đứng sau lưng bà hiện nay và ngày hôm qua tôi có kể với quý vị đó ngay cái đêm mà thứ ba sau khi ông Trump thắng cử đó tức là trước đó một phái đoàn uh, cao cấp của Đảng Cộng hòa ở tại Sao Carolina là đến New Hampshire ủng hộ ông Trump và ngay ngày hôm sau ông Trump có thêm hai thượng nghị sĩ của Liên bang Hoa Kỳ uh, thuộc Đảng Cộng hòa mà trước đây là cũng nghi ngờ ông không thích ông đó là bà thượng nghị sĩ David uh, picture của tiểu bang uh, Nebraska và ông thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas. Và bây giờ người ta đang gây áp lực với những người khác còn lại là nên ủng hộ ông Donald Trump thay vì đứng vòng vòng ở bên ngoài. À, thì đó là cái câu chuyện mà uh, ngày hôm qua bà Nikki Haley uh, coi như là tiếp tục vận động để chống lại ông Trump cũng như cái chuyện ông Trump kêu gọi Đảng Cộng Hòa là khoan, khoan đưa cái nghị quyết thừa nhận tôi đã để tôi đi mà gọi là cái đường trọn vẹn của tôi. À, trong khi đó thì thưa quý vị, ông Trump cũng có các phản ứng à, sau khi thắng thế ở tại New Hampshire. Ông nhắm ngay cái vấn đề di trú là cái vấn đề mà ông đang gọi là coi là number one, số một của ông hiện nay trong cuộc tranh cử này. Chúng ta biết là từ khi ông lên làm tổng thống năm 2017 và trước đó khi vận động tranh cử, ông luôn luôn nói rằng cái biên giới phía nam của nước Mỹ là không an toàn và ông dùng cái lá bài di dân uh, đánh những cái trận mà trong thời gian qua và bây giờ ông tiếp tục trở lại vấn đề di dân này nữa thì, thì chúng ta biết là hiện nay ở tại uh, uh, quốc hội Mỹ đó bên thượng viện và hạ viện vẫn chưa đạt được cái thỏa thuận về vấn đề biên giới vấn đề di dân để đổi lại thì ông Biden có thể có 106 tỷ đô la hỗ trợ cho Ukraine cũng như Israel, Đài Loan và các cái vấn đề khác. Thì ngày hôm qua ông Trump là bắt đầu chơi thế công liền. À, cái vụ mà tiểu bang Texas à, bị tòa tối cao pháp viện cấm không cho để hàng rào ở biên giới hay nói cách khác là anh để anh cứ để nhưng mà tôi cho phép các anh gọi là à, à, gọi là, là, là à, bảo vệ biên giới đến cắt hết đó thì ông Trump ngày hôm qua phản ứng như thế nào xin quý vị đừng rời màn hình FPTN. chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại